núi Bà Đen thuộc địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh. Ngọn núi này cách trung tâm thành phố Tây Ninh chừng hơn 15 km về phía Tây Bắc. Đó là một ngọn núi nằm giữa cánh đồng rộng lớn, có hình thù giống như một chiếc nón. Hỏi về tên gọi núi Bà Đen, người Tây Ninh ai ai cũng có thể kể được. Thế nhưng, để hiểu và cảm nhận sâu sắc thì phải tìm đến chùa Linh Sơn Tiên Thạch Động, hay còn gọi là chùa Bà, nằm trên núi. Và để lên đến chùa Bà, phải bước lên hơn 1.200 bậc tam cấp. Linh Sơn Tiên Thạch Động nằm ở độ cao khoảng 350 m, một ngôi chùa ẩn mình trong tán rừng xanh núi Bà. Từ chùa, ngước nhìn ra xa là ta có thể chiêm ngưỡng cánh đồng Tây Ninh bạt ngàn. Hàng ngày, có hàng trăm khách du lịch từ khắp nơi lên núi Bà Đen. Họ đến để tỏ lòng thành kính, được nghe câu chuyện cảm động. Và núi Bà Đen không chỉ có câu chuyện nhân văn đầy ý nghĩa đó, mà còn thu hút bởi nhiều địa điểm độc đáo, ly kỳ khác. Ngoài chùa Bà, ở trên núi Bà Đen còn có một ngôi chùa cũng hấp dẫn du khách không kém. Ngôi chùa có cái tên rất lạ, chùa Hang. Chùa Hang cách chùa Bà hơn 200 m đường chim bay, nhưng lại phải đi vòng qua vách núi. Con đường này giờ đã được lát đá. Với nhiều người, đó là con đường đẹp nhất ở núi Bà Đen, với cảnh vật và những địa điểm đầy bí ẩn. Vừa qua điện Bà thì ngay trước mắt ta có hai tảng đá lớn nằm ngay bên đường. Đó là một tảng đá được tách làm đôi. Tiếp tục cuộc hành trình đến chùa Hang, xuyên qua tán rừng rậm rạp, xanh ngắt, ta đi qua một con suối lớn. Con suối này có cát vàng óng ánh, lấp lánh giữa khu rừng. Người ta đặt con suối này là suối vàng, gắn với một truyền thuyết về những bãi cát vàng dưới lòng suối. Ngày nay, để thuận tiện cho việc đi lại, người ta đã làm cây cầu bắc qua. Hòn đá đôi, suối vàng, những câu chuyện thần thoại đầy bí ẩn và cảnh đẹp xung quanh dường như xua đi cái mệt mỏi trên con đường đến chùa Hang lắm bậc dốc. Và khi đến chùa Hang, chúng tôi mới thật sự hiểu vì sao ngôi chùa có tên gọi như vậy. Ngôi chùa được xây dựng trong một hang đá nhỏ. Bên trong chùa vẫn thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bà Đen. Chính nét kiến trúc độc đáo là nằm trong hang đá mà ngôi chùa cũng thu hút rất nhiều người đến viếng. Chùa Hang giờ đã được mở rộng hơn ra bên ngoài hang đá, vừa thuận lợi cho du khách, vừa có nơi tiếp cơm chay miễn phí cho bất kỳ ai lên được đến đây, bởi đi từ chân núi lên cũng đã mất nửa ngày đường. Núi Bà Đen không chỉ nổi tiếng là địa điểm tâm linh mà còn thu hút bởi hệ thống hang động cũng đầy huyền bí. Quần thể núi Bà Đen có hàng chục hang động lớn nhỏ với những tên gọi khác nhau, trải dài trên diện tích 24 km². Hang động đầu tiên được xem là hang động dễ tìm nhất, đó chính là hang rồng, bởi ngay đường dẫn vào, người ta đã cho xây dựng tượng đầu rồng to lớn, uy nghi giữa rừng. Hang động này nằm gần chân núi, trên tuyến đường đi lên chùa Bà. Để vào được trong hang, ta phải trôi qua một hệ thống dây leo chằng chịt dài hơn chục mét. Bám theo những dây leo chằng chịt, chui luồn trong hang đá dài hơn 150 m. Người đi cảm giác như mình đang ở trong bụng con rồng thật sự. Đó là một trải nghiệm đầy thú vị đối với bất kỳ ai. Ra khỏi hang động, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá những hang động tiếp theo ở trên cao và xa của núi Bà Đen. Vượt qua khỏi chùa Hang, chúng tôi hướng đến một hang động có cái tên rất lạ,
động bà cô. Càng lạ hơn khi được biết ở núi Bà Đen có đến 2 động bà cô. Ngoài điện bà và các chùa trên núi Bà Đen thì động Ba Cô cũng được nhiều người tìm đến, bởi họ tin rằng những lời nguyện cầu của họ đến Ba Cô cũng sẽ thiêng giống như ở điện bà. Tiếp tục cuộc hành trình vượt qua những hang nhỏ, xuyên qua những cánh rừng, chúng tôi tìm đến với hang động được cho là vị trí cao nhất trên núi Bà Đen, gần sát đỉnh núi. Hang động có cái tên uy dụng nhất, động ông hổ. Cái hang động này là nơi mà từ năm 1962 cho tới năm 1975 là liên đội 7 sử dụng cái hang động này làm cái trạm cứu thương, và một cái chi bộ của bên quân báo cũng đã hoạt động và trú ngụ ở tại đây, ở tại động Quyền Môn này. Thì khi chọn một cái hang động á, thì thường là họ chọn cái lối vào và cái lối thông ra nó phải có một cái chiều dài và một cái chiều sâu, để khi mà bị bao vây ở đầu này họ có thể họ di tản đi ra một cái đầu khác được. Do đó hang động ở đây nó có nhiều lối ra là như vậy. Và trong chuyến hành trình khám phá này, đoàn làm phim còn may mắn gặp được những loài vật đặc sản của núi Bà Đen, đó là thằn lằn núi và ốc núi. Đó, chúng ta thấy nó có con màu đen, có con màu trắng. Thằn lằn này nó chỉ ăn những loại trái cây, nó hấp thụ sinh khí từ đá, từ núi này. Do đó là con thằn lằn người ta nghĩ rằng nó rất là bổ dưỡng, Do đó đây cũng là cái đặc sản của núi Bà Đen. Cái con ốc núi này thì nếu mà nói ra nó cũng có bà con dòng họ với con ốc sên của mình. Nhưng con ốc núi này đặc biệt có một điều á, nó cũng giống như con thằn lằn. Tức là nó sống trong cái môi trường á, là hấp thụ sinh khí từ đất đá. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng ăn những cái loại mà trái cây, những cái loại mà thực vật nhỏ ở khu vực núi này. Thì hầu hết á, là con ốc núi so với con ốc sên mà ở vùng dân cư mình sống, thì người ta thưởng thức con ốc núi, người ta cảm nhận rằng cái độ dai của nó với lại cái vị của nó là ngon hơn con ốc sên rất là nhiều. Và đặc sản nổi tiếng nhất ở núi Bà Đen cũng là đặc sản vùng đất Tây Ninh, đó chính là mãng cầu Bà Đen. Trái to, thịt dài, mùi thơm lừng là điều kiện tạo nên thương hiệu cho trái mãng cầu núi Bà Đen. Từ trái đặc sản trên rừng, giờ mãng cầu đã được trồng quanh chân núi, trở thành cây làm giàu cho những người dân nơi đây, những người đã gắn bó, giữ gìn nét đẹp cho ngọn núi này. Bà Đen, một nơi tâm linh huyền bí, một di tích lịch sử vang danh, một vùng tự nhiên đam mê khám phá và một vùng đặc sản trái cây. Tất cả đã hội tụ, tạo thành một núi Bà Đen rất riêng, không lẫn với bất cứ đâu. Và những câu chuyện hư thực giữa núi rừng, những địa điểm đầy bí ẩn ấy sẽ còn cuốn hút cho biết bao nhiêu người đến đây.